Tập 31. Cải biên từ tác phẩm truyện Ung Thư, Hãy Biến Đi. Mọi tình tiết, bối cảnh, tên nhân vật trong phim đều là hư cấu. Cô sao thế? Cô sao thế? Không sao. Chóng mặt vì quá hạnh phúc thôi. Để tôi đi gọi bác sĩ. Đừng đừng, không cần đâu. Có thể là lắc đầu qua lại nên hơi chóng thôi. Đã rất lâu chưa vận động mạnh như vậy rồi. Bây giờ cảm giác thế nào? Con khó chịu không? Con thấy khó chịu ở đâu không? Sao cô phải căng thẳng đến vậy chứ? Không sao mà. Cô mau nói cho tôi nghe đi. Khi nào thi? Thi ở đâu thế? Doãn tổng cử rất nhiều người. Cùng đi với tôi đấy, không cần đến cô đâu. Cả công ty chúng ta trên dưới cũng chỉ có mấy người đó. Ai đi thế? Hứa Hoan, Phùng Lượng Lượng, còn cả một trợ lý mới mà công ty mới tuyển vào nữa. Cả Doãn tổng nữa, tự anh ấy cũng sẽ ra trận. Vậy không phải làm việc khác nữa sao? Không còn công việc nào nữa sao? Thật là. Cô đừng lo lắng nữa. Nhiệm vụ quan trọng nhất của cô hiện giờ là phải dưỡng bệnh cho tốt. Doãn tổng không cho người trong công ty đến thăm cô, chính là muốn để cô yên tĩnh nghỉ ngơi đó. Đừng lo nghĩ gì cả. Được rồi, vậy lần này tôi thành người rảnh rỗi thật rồi. Gấu, tôi cảnh cáo cô đấy, lần này cô không được. Vì chuyện của tôi mà lén trốn ra ngoài đâu đấy. Tôi sắp biến thành tội nhân thiên cổ rồi đây. Cô có biết không hả? Cô nói hơi quá rồi đấy. Tôi không nói quá được sao? Nếu không phải cô cùng đi, cùng đi uống rượu với tôi, thì cô có phải nằm viện như thế này không? Cô đừng nhắc chuyện đó nữa. Ngày mấy hễ nhắc đến chuyện lại hận không ăn tươi nuốt sống tôi được đấy. Tôi biết sai rồi mà. Tôi xin thề, lần này nếu được ra viện, tôi đảm bảo sẽ không động đến một giọt rượu nào nữa. Thậm chí sô-cô-la nhân rượu tôi cũng không ăn. Đã được chưa? Mấy câu đó của cô, lát nữa tôi phải ghi hình lại mới được, để làm chứng cứ. Vậy tôi phải đi trang điểm cho thật đẹp đã. Vừa đúng lúc tôi có thứ này cho cô đấy. Gì thế? Thấy chưa nào? Tôi thích màu này lắm. Thấy chưa nào? Cái này. Cái này. Xem này, có đây. Ôi trời ơi, này, sao có thể lấy ra một đống tóc như thế này chứ? Bác Đạt, đây là tóc giả mà. Xem có đẹp không này? Cái này là thật đấy. Trời ơi, trông đáng sợ quá đi. Tôi phải đi đây. Các cô đổi đầu đi, đổi đi. Tôi phải đi đây, đẹp lắm. Rất có phong cách rock đấy. Cô xem này, rất hợp với cô đó. Bây giờ tôi phải đặt nghệ danh cho mình mới được. Gấu đích thì thế nào? Bà Kỳ, có đẹp không ạ? Đẹp lắm. Rất đẹp đó. Bà thật là chẳng có yêu cầu gì với con cả. Như thế này mà cũng bảo là đẹp sao? Con ở đây sao? Bà kia ạ. Làm gì thế? Không ngủ được nên con vẽ truyện tranh ạ. Tốt lắm. Bà mới tốt chứ. Ngày nào cũng cười hi hi cả. Bác sĩ đã nói là bệnh này phải giữ tâm trạng tốt mới được, phải vui vẻ mới được. Vậy phòng bệnh chúng ta nên trở thành phương pháp điều trị hỗ trợ mới được. Ở cạnh bà và bác Đạt, con có muốn không vui cũng khó. Người khác đều chê điều kiện phòng bệnh của chúng ta không tốt. Chúng ta lại là bệnh nhân tái phát nhiều lần, không may mắn. Cũng chỉ có con là bùa may mắn thôi. Từ nhỏ con đã là người may mắn rồi. Có vận khí tốt thì đâu còn cách nào khác chứ. Con thấy khối u của con cũng là điều may mắn đó. Không có nó thì con sẽ không như hiện tại đâu. Tất nhiên là nếu như nó biến đi một cách nhanh gọn, hoàn thành nhiệm vụ, vinh quang rút lui thì mới là điều tốt nhất. Những đứa trẻ thích cười thì luôn có phúc đấy. Con là đứa trẻ có phúc. Đừng sợ. Con không sợ mà. Cũng như bà đã nói đó, cười một cái sẽ nhanh khỏi hơn. Chúng ta cũng nên về đi thôi. Bác Đạt cũng đến giờ đi tiểu ban đêm rồi. Thần đúng giờ đó. Đúng là vũ khí nhân gian mà. Cũng nhắc chúng ta là đến giờ ngủ rồi đó. Đi thôi. Ngủ sớm dậy sớm có lợi cho sức khỏe. Đi nào, cầm lấy đi. Chị muốn ra ngoài, đi dạo sao? Cho em đi cùng với. Không cho. Bà cụ này, ngày nào cũng đúng giờ cả, bí hiểm lắm đó nhé. Muốn điều tra à? Chị nói cho em nghe.
Tôi đến chị sẽ kể cho em nghe về chiếc giày thêu hoa. Đừng đừng, lần trước chị kể ngay đoạn đầu đã làm em sợ đến nỗi không ngủ được suốt đêm đó. Mau đi đi, mau đi đi. Bà cụ này, alo. Xin chào, cô là Hùng Đốn đúng không? Tôi là mẹ của Hạ Mộng. Dì đến Thượng Hải rồi sao? Vâng, con sẽ gửi địa chỉ cho dì ạ. Lát nữa gặp ạ. Cô cũng định ra ngoài sao? Con dâu xấu xí cũng có lúc phải gặp mẹ chồng chứ. Đi gặp phụ huynh sao? Vậy cô phải trang điểm một chút đi. Sắc mặt cô trông không ổn đâu. Sắc mặt con không tốt sao? Con không phải sao? Nhìn cái đã biết là bệnh nhân rồi. Không được đâu. Không thể để thua trận được. Trang điểm cái đã. Đúng vậy. Trang điểm cho dịu dàng một chút nhé. Gặp bậc tiền bối thì đừng có loài loài quá. Không tốt đâu. Vâng. Cô là Hùng Đốn sao? Hạ Mộng lại nằm viện nữ sao? Không ạ. Cô ấy vẫn ổn ạ. Cô ấy đang ở nhà chuẩn bị cho cuộc thi người mẫu ạ. Chúng ta hẹn ở gần bệnh viện, nên tôi còn tưởng không phải cô ấy, là con ạ. Con có chút việc ở ngay gần bệnh viện. Ngồi đi, tôi đi mua thứ gì đó chứ không cần đâu ạ. Gì? Thực sự là mẹ Hạ Mộng sao? Lần trước chúng ta đã hẹn trước rồi, tại sao dì lại không xuất hiện? Dì có biết cô ấy đã đau lòng đến thế nào không? Là nhà tôi có chuyện đột xuất. Là người nhà dì ngăn cản dì sao? Dì cũng đã đến rồi. Thì đến gặp Hạ Mộng một lần đi. Giải thích cho cô ấy nghe đi. Không gặp đâu. Lần này tôi cũng lén lút ra đây thôi. Tôi có lỗi với Hạ Mộng. Tôi không còn mặt mũi nào gặp con bé. Tôi tìm Hạ Mộng là muốn đưa cho con bé cái này. Không nhiều, có 300 ngàn thôi. Là tiền tôi dành dụm cho con bé. Cô hãy cất đi cho nó nhé. Lúc cần dùng đến thì lấy ra dùng. Nếu không đủ thì cô liên lạc lại với tôi. Có được Hạ Mộng không thiếu tiền đâu ạ. Rồi sẽ có lúc dùng đến mà. Những việc tôi có thể làm cho Hạ Mộng quả thực là quá ít ỏi. Tôi xây dựng gia đình mới. Chồng tôi lại là người tính toán. Không nói những cái đó nữa. Chỉ cần Hạ Mộng khỏe mạnh là được. Tôi đứng ở xa nhìn nó là được rồi. Lần trước trông thấy Hạ Mộng, con bé đã gầy đi rất nhiều rồi. Dì cũng đã đến rồi. Thì gặp cô ấy một lần. Nói rõ ràng mọi chuyện đi. Những năm nay dì vẫn luôn là khúc mắc trong lòng cô ấy đấy ạ. Là tôi có lỗi với con bé. Bao nhiêu năm nay tôi không xứng làm mẹ con bé. Cảm ơn cô, Hùng Đốn. Dì à, từ sau khi chúng con mắc bệnh, con cảm thấy không biết khi nào sẽ có chuyện xảy ra. Chúng con đều đang sống trong những ngày đếm ngược. Những việc muốn làm, muốn nói thì phải làm cho kịp thời.
nếu không thì sẽ để lỡ mất. Là do lỗi của tôi cả. Anh đến đấy à? Cô đi đâu đấy? Sao lại trang điểm thế này? Chỉ là nổi hứng lên nên trang điểm một chút thôi. Không đẹp sao? Bây giờ cô đang là bệnh nhân đấy, sao cô không chịu? Suy nghĩ chút nào thế? Nằm đi. Y tá tìm con suốt cả chiều đấy. Còn một chai dinh dưỡng nữa, con quên rồi sao? Anh chàng đó cũng toát mồ hôi đi tìm con ấy. Gọi điện bao nhiêu cuộc cho con mà sao lại không nghe hả? Con. Con để chế độ rung nên không nghe thấy. Nhận lỗi đi. Mau lên. Tiêm nào. Cô đừng giỡn với tôi chứ. Trên mặt tôi có muối sao? Anh đang nói lời lạnh lùng với tôi đấy sao? Lạnh à? Mặc thêm quần áo vào đi. Đừng giận nữa, tôi biết sai rồi mà. Nhìn khuôn mặt đằng đằng sát khí của anh ăn cơm không thấy ngon. Ngày mai cô sẽ phải làm xã trị đấy, tôi biết rồi. Tôi sẽ chú ý mà. Nghỉ ngơi thật nhiều. Chú ý nhiều hơn nữa. Là chuyện của bản thân cô đấy nên hãy chú tâm vào. Đừng hờ hững quá. Bác sĩ Lâm, anh sốt ruột như vậy là vì tôi là bệnh nhân hay là người khác hay là gì đó? Cô là người rất quan trọng. Là vì tôi rất nặng sao? Đồng chí Tiểu Lâm này, cái tính không biết nói chuyện của anh cũng nên thay đổi được rồi đấy. Lần này, có phải do tôi không tốt không? Không phải. Tôi quên đem theo đồ rồi, không được đem theo thứ. Cô là bệnh nhân điều trị, không biết sao, mau nằm xuống đi. Nào. Từ từ thôi. Về rồi à? Bác Đạt, sắc mặt không được tốt cho lắm nhỉ? Đau bụng quá. Đau bụng sao? Đừng nói nữa. Mau nằm xuống đi, để tôi tìm bình nước ấm cho cô. Nào, uống ngụm nước cho ấm bụng đi. Con có phải bà cô già đâu, là con sắp lâm bồn thôi. Để mình đi tìm bác sĩ nhé. Không cần, lát nữa sẽ ổn thôi. Cậu gọi bác sĩ đến cũng vô ích thôi. Thế để mình gọi điện cho bác sĩ Lâm nhé.
làm như thể mình sắp chết rồi ấy. Mau nằm xuống đi, nằm xuống đi. Cảm ơn bác lại. Ngài Mễ, cậu có thể xoa bóp cho mình không? Chỗ này sao? Chỗ nào cũng đau cả. Ngài Mễ, đừng giận dỗi lão Trịnh nữa. Mình đâu có giận dỗi cậu ta, chỉ là ngứa mắt khi thấy thân mật với người khác thôi. Nếu rảnh thì cậu thử hỏi chỗ này xem rốt cuộc là chứa ai trong đó. Trong lòng chỉ biết đến tiền thôi. Sao nào? Cậu đừng cứng miệng nữa. Mình nói cho cậu biết nhé, muốn yêu thì hãy tranh thủ ngay lúc này đi. Đừng đợi đến khi quá muộn rồi, bỏ lỡ nó thì sẽ hối hận lắm. Cậu nói linh tinh gì thế gấu? Mình sợ không kịp nữa. Mình muốn ôm lấy cậu. Đừng đùa nữa. Sao khắp người cậu đổ mồ hôi thế này? Bác Đạt, cô ấy toát mồ hôi khắp người này. Chuyện gì thế? Gọi bác sĩ đi. Cô ấy như thế này thì phải tiêm mũi giảm đau thôi. Không kịp nữa rồi, để tôi. Tỉnh rồi à? Xuất hiện ảo giác à? Giấc mơ này cao cấp quá. Còn cảm nhận được nữa. Sao anh không nói câu gì thế? Là tôi đây. Đã tiêm một mũi giảm đau rồi. Còn đau không? Đau trong xương ấy. Có phải tôi lại béo lên rồi không? Thuốc không tiêm đến tận bên trong được, chỉ có tác dụng trên da thôi. Không đâu, là do lượng thuốc thôi. Lát nữa tôi sẽ nói lại với bác sĩ Vương. Nhầm rồi, anh nên nói là cô đâu có béo. Cô đâu có béo. Lần này tôi có sống sót được để xuất viện không? Cô nói bậy bạ gì thế? Tôi bị tái phát mà. Nghiêm trọng hơn rồi. Nghiêm trọng đến mức mọi người đều sợ hãi. Khối u cũng giống như tình yêu vậy. Càng che thì càng lộ. Hơn nữa diễn xuất của mấy người quá là kém. Xin lỗi cô, là tôi bảo họ giấu cô đấy. Tôi muốn đợi đến khi xong đợt điều trị này rồi tính. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh, bác sĩ Lâm. Thực ra có chuyện này, tôi đã nghĩ rất lâu rồi. Tôi muốn nói điều đó với cô vào ngày lễ thất tịch. Thật là đáng tiếc quá. Hùng Đốn, đừng nói nữa. Chọn một ngày lành rồi hãng nói. Ví dụ như ngày tôi xuất viện ấy, hoặc là ngày truyện tranh của tôi giành được giải thưởng lớn. Đúng rồi, tôi đã bắt đầu vẽ câu chuyện của chính mình rồi. Anh có muốn xem không? Muốn.
Anh xem tiểu Hạ Mộng đó, phẫu thuật thẩm mỹ giống hệt Hạ Mộng trước đây. Đúng đó, giống thật đấy. Tôi nói này, anh xem Hạ Mộng đó, đâu có giống như đang bị bệnh đâu. Sao lại không giống, cô ấy có dám lộ ngực đâu. Nha đầu, cô còn biết vẽ tranh nữa sao? Đâu phải chỉ là biết ạ, là quá rảnh đó hả? Vẽ đẹp lắm, tôi xem đều hiểu cả. Cô cũng có tài lắm đấy. Tác giả truyện tranh nổi tiếng đấy hả? Người nổi tiếng sao? Còn từng ra sách nữa đó hả? Thất kính rồi. Khách sáo rồi. Hôm nay thế nào rồi? Tôi cũng đến giờ, phải ra ngoài đi dạo rồi. Cảm giác đỡ hơn chưa? Anh là người thứ ba trong hôm nay hỏi tôi câu đó đấy. Vậy sau này tôi sẽ cố gắng để làm người đầu tiên vậy. Cũng may là anh không đem cơm đến cho tôi. Mới sáng sớm mà ngải mễ đã đem một đống đến cho tôi rồi. Tôi ăn đến ngày mai cũng không hết. Cô đừng ăn lại cơm thừa đấy. Tuân lệnh, bác sĩ Lâm. Chuyên đề mới của anh thế nào rồi? Hoa Minh hoàn toàn từ bỏ chưa? Đã nói rõ với hiệu trưởng rồi. Thật đáng tiếc. Anh có muốn giành lại nó không? Không cần thiết đâu. Thực ra anh không cần ngày nào cũng đến thăm tôi đâu. Tôi vẫn ổn mà. Áp lực phía trường học có phải rất lớn không? Anh gầy đi rồi. Chuyển mùa mà, người nào trông cũng sẽ gầy đi thôi. Vậy tôi không phải là người sao? Bà Kỳ đã về chưa? Chào bác sĩ Lâm, chưa về. Lại không thấy người đâu nữa rồi. Hôm nay phản ứng của bà ấy không mà còn chạy ra ngoài sao? Không có người nhà trông chừng. Đúng là làm người ta tức chết mà. Bác sĩ Lâm, hôm nay anh có rảnh không? Luận văn của tiểu tôn tôi đã góp ý cho rồi mà. Phải. Nhưng giảng viên chỉ đạo của nhà trường lại cho ý kiến mới. Anh ấy đã phải căng óc suy nghĩ rồi. Luận văn lâm sàng có chất lượng cao quá ít. Anh có thể chỉ dẫn thêm không? Mời bác sĩ Lâm. Cô bảo cậu ta đến đây. Tôi sẽ nói ở đây. Vâng, cảm ơn bác sĩ Lâm. Sao thế? Cô vẽ tiếp đi. Chúng tôi sẽ nói ở bên cạnh. Như thế này là mượn việc công làm việc tư, chiếm dụng phòng bệnh công cộng đó. Nói trong phòng làm việc, để chủ nhiệm Vương thấy cũng không tốt mà. Không phải chứ. Anh bắt đầu bận tâm những điều đó từ khi nào thế? Tôi chỉ bận tâm về những điều tôi bận tâm thôi. Cô đang vẽ gì thế? Vẽ tôi sao? Thật đẹp quá đi, được lắm. Tôi thích bộ trang phục đó lắm. Trên người có vết thương không? Không có. Trông như tinh linh vậy. Đẹp quá. Thực sự rất đẹp.
quả nhiên là vẫn thua số mệnh của em. Anh không về trường sao? Hôm nay tôi xin nghỉ phép. Lại nghỉ phép nữa sao? Không sao, hôm nay cũng không có tiết mà. Anh còn phòng thí nghiệm nữa mà. Cô phản ứng mạnh như vậy làm gì chứ? Đâu cần ngày nào cũng đến phòng thí nghiệm đâu. Anh ở đây cũng đâu có làm được gì, cũng đâu có tác dụng gì. Tôi ở đây làm phiền cô sao? Không. Tôi tự biết sắp xếp cho công việc của mình, sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc. Yên tâm đi, được chưa? Cô cũng đừng vẽ nữa, nghỉ ngơi một lát đi. Chúng ta ra ngoài đi dạo nhé. Tôi không muốn động đậy. Hùng Đốn, tôi đem đồ ăn ngon đến cho cô đây. Anh Đông, sao anh lại đến nữa vậy? Chào anh. Chỗ tôi có đủ đồ ăn thức uống, anh không cần đem đến cho tôi đâu. Tôi không phải cố ý đem đến, là tiện đường nên ghé qua thăm cô thôi. Lát nữa Hạ Mộng cũng sẽ đến đó. Hay là anh về đi, lát nữa phòng bệnh đông người thì không thích hợp đâu. Thôi được, cô tự chú ý nhé, đừng kích động quá. Tôi đi đây. Tạm biệt, đi thong thả nhé. Tôi làm canh gà ác cho cô đấy. Nhân lúc còn nóng thì ăn đi. Anh Đông, mấy ngày nay tôi không thèm ăn gì cả. Anh đừng mang đồ ăn đến cho tôi nữa. Không phải cố ý đem đến cho cô mà. Chỉ là ghé qua thôi. Gấu. Hạ Mộng, Doãn Tổng. Đây là trợ lý mà công ty mới tìm cho tôi. Đan Lâm. Chị chính là chị Hùng Đốn sao? Sớm đã được nghe về chị ở công ty rồi. Em tên là Đan Lâm. Thế nào rồi? Mới thi xong, còn chưa có kết quả. Chị Hạ Mộng vừa xuất hiện, là cả hội trường xôn xao đó. Chắc chắn sẽ giành giải nhất mà. Giám đốc Lư còn nói. Giám đốc Lư? Lư Áo sao? Kiều Anna cũng tham dự cuộc thi, có gặp nhau ở đó. Đúng là âm hồn bất tán mà. Cùng trong giới mà, đâu thể tránh được. Không nói về cô ta nữa. Cô thế nào rồi? Ổn, rất ổn. Ai đến cũng câu hỏi đó. Cùng lắm cho cái loa ở đây, nhắc đi nhắc lại là được. Đúng rồi, loa thì không có. Tôi chỉ có thứ bảo bối này thôi. Vũ khí sinh học à? Cái gì mà vũ khí sinh học chứ? Tôi tìm người lấy một phương thuốc dân gian đấy. Nước gừng tươi đó, nghe nói rất có tác dụng. Tôi đã phải đun rất lâu đấy. Cô thử xem. Có tác dụng chứ? Tất nhiên rồi. Cô thử là biết ngay mà. Cô làm gì thế? Cô định uống cả sao? Cái này không phải để uống, là để bôi. Đúng, nhìn cái là biết, để bôi lên tóc mà. Có tác dụng thật chứ? Đuổi muỗi may ra còn được đấy. Có mùi thuốc diệt côn trùng. Sao lại có mùi thuốc diệt côn trùng chứ? Em tận mắt thấy Doãn Tổng lén dùng thử rồi. Tôi nói chứ, cô gái sao cô lại nhiều chuyện thế hả? Nhìn tóc tôi này, có phải mọc ra ít tóc con rồi không? Đúng là có thật này. Còn không phải sao? Đã nói là rất hiệu quả mà. Bên A. Chào Trần Tổng. Vâng, vâng. Lát nữa, sẽ lập tức gửi email cho anh ạ. Tạm biệt Trần Tổng. Chị Hùng Đốn, em phải gửi tài liệu đi ngay. Em về trước đây ạ. Doãn Tổng, chẳng phải anh có xe đưa tôi về một đoạn đi. Đi thôi nào. Đi nào. Cái đó, mau lên nào. Bôi đi nhé, chịu khó bôi vào. Sự nhanh nhẹn của cô gái này giống hệt tác phong của tôi năm đó. Đúng thế. Xem ra tôi ra đi cũng dễ dàng lắm nhỉ. Đợi khi cô khỏe lại rồi, còn sợ có lúc Phó Tổng Hùng không bận bịu sao? Cũng phải.
tôi còn phải ôm chân cô, để con được nhanh thăng chức chứ. Vậy tôi phải về luyện tập lại đôi chân của mình mới, nếu không thì không đem theo cô được. Đánh người không được đánh vào mặt chứ, cô quá đáng rồi đấy. Tôi nói thật với cô đó, sau khi hoàn thành cuộc thi này, sẽ còn hai chương trình lớn nữa tìm đến, một chương trình trong nước, một chương trình ở nước ngoài, thế nên cô phải mau chóng khỏe lại nhé. Chủ nhiệm Ngô, thầy Lâm, cậu đang ở đâu? Sắp đến giờ họp rồi mà cậu không biết sao? Tôi đã xin nghỉ phép rồi mà. Cuộc họp giáo vụ đấy, trời có sập thì cậu cũng không được vắng mặt. Không phải tôi đã nhấn mạnh rất nhiều lần với cậu rồi sao? Được, tôi sẽ đến ngay. Bây giờ cậu vòng về đây, phải mất bao nhiêu thời gian chứ hả? Tự cậu lo mà giải quyết đi. Người thử xem người tôi có nặng mùi không? Tốt hơn vừa nãy rất nhiều rồi. Thật sao? Không có mùi gì đâu. Còn không có mùi sao ạ? Mùi gừng nặng thật đấy. Mùi gì thế? Bà Kỳ, bà về rồi à? Y tá tìm bà suốt cả chiều đó. Đúng thế, suốt ngày bí hiểm như thế. Chị đã đi đâu vậy? Không nói với chúng em một tiếng được sao? Nói với em, e là sẽ khiến em sợ đấy. Chị đừng nói, đừng nói ra. Con đến đấy hả? Con chào bà. Có đoạt giải không? Vẫn chưa có kết quả ạ. Giải nhất không chạy thoát đâu ạ. Tốt lắm, tốt lắm. Giải nhất là chắc chắn rồi. Bà thấy khó chịu ạ? Hơi mệt thôi. Bà bị sốt rồi. Không sao, bà uống viên thuốc là được. Không được, phải gọi bác sĩ đến chứ. Bệnh cũ thôi. Bệnh lâu tự khắc thành bác sĩ, truyền dịch, mà không có chút phản ứng nào, mới là xảy ra chuyện lớn. Sao vẫn chưa dậy nhỉ? Chưa dậy sao? Để tôi gọi bà ấy. Ăn cơm thôi nào. Giờ này, bà Kỳ đáng ra phải dậy lâu rồi chứ. Bác gọi thêm tiếng nữa xem. Không không, cô gọi đi. Hai người làm gì thế? Nào, đang đợi bà cùng ăn sáng đó hả? Đợi chị bóc trứng gà nữa đấy. Hai người ăn trước đi. Bà phải từ từ đã. Bây giờ chưa nuốt nổi. Không được. Bà đã nói ăn miếng nào tốt miếng nấy mà. Ăn một miếng mới có năng lượng ăn tiếp chứ. Bà mà không dậy thì bọn con đều không nuốt nổi đâu ạ. Đúng đó. Em ở nhà cũng chưa từng sống nghiêm chỉnh như vậy đâu. Chị nói xem, ba thế hệ chúng ta sống trong bệnh viện mà cũng vui vẻ như vậy đấy. Theo như vai vế thì con phải gọi bác là mẹ rồi. Tự dưng tôi lại nhận được cô con gái lớn thế này cơ đấy. Con gái lớn là sao chứ? Bác chê con lớn tuổi sao? Không, không phải đâu. Đúng đó, bà phải cười lên chứ. Cười một cái là bệnh sẽ chạy mất. Đúng đó. Cùng bốn, cô đem mấy bức vẽ của cô cho bà Kỳ xem đi. Bà Kỳ vui lên là khỏi bệnh liền. Vẽ xong rồi sao? Chưa ạ, là bài đăng nhiều kỳ, chương dài ạ. Thế này nhé ạ, bà mau đi rửa mặt mũi đi ạ. Bà ăn sáng xong thì con sẽ đưa cho bà xem. Nào nào, nào. Cảm ơn. Cảm ơn gì chứ, khách sáo rồi. Nào. Được rồi. Lên trên tầng nhé. Cảm ơn. Cùng đốn. Thuốc cũng uống rồi. Cũng đã tiêm xong rồi mà. Dạo này tôi đâu có mắc lỗi gì đâu. Cô nghĩ kỹ lại xem. Còn không mắc sai lầm nào sao? Lại đây. Ngửi thử xem.
Cả khu phòng bệnh đầy mùi gừng đấy. Sao tôi lại không ngửi ra nhỉ? Tôi cũng đâu có bôi bao nhiêu đâu. Có lẽ là quen tay thôi. Một hai phòng bôi thì không sao, nhưng cả khu này đều bôi đấy. Mùi sẽ nặng đến đâu, cứ nói quá lên rồi đó. Chỉ có một lọ bé tí như vậy. Tôi cũng đâu có chia được cho bao nhiêu người đâu. Đừng giả bộ nữa. Tôi còn không biết rõ cô sao. Cô mà có chuyện gì mới thì ngày hôm sau cả khu này đều sẽ hùa theo đấy. Sức ảnh hưởng đó đâu thể đổ cho tôi được. Sao lại không đổ cho cô chứ? Là do cô mà. Cô có thể phát huy tác dụng người dẫn đầu được không? Hơn nữa, tôi nói cho cô biết đó, vốn không có tác dụng gì cho tóc cô hết. Sao lại không có tác dụng chứ? Tôi đã mọc được mấy sợi tóc con rồi đó. Được rồi, những thứ quá kích thích không tốt cho các cô đâu. Tôi nói này, cô mau về phòng bệnh đi. Bác sĩ Lâm đến rồi, đang đợi cô đó. Hùng Đốn, tôi rất khâm phục cô đó. Cô có thể khiến bác sĩ Lâm của chúng tôi tuy từ chức rồi, nhưng còn cần mẫn hơn cả lúc còn tại chức nữa. Lợi hại, hai người thực sự yêu nhau rồi sao? Yêu nhau rồi sao? Đừng nói linh tinh, làm gì có chuyện đó. Chẳng phải bác sĩ Lâm có một chuyên đề mới sao? Anh ấy xem tôi như đối tượng nghiên cứu thôi. Không được nói linh tinh, chúng tôi làm sao có thể ở bên nhau được? Thật là tình cờ vậy sao? Ra ngoài đi dạo đi. Mùi gừng tươi ở đâu ra vậy? Anh hỏi cô ấy đi. Có mệt không? Ngồi đó nghỉ ngơi một lát đi. Bên đó vốn có một cây long não. Lúc lập xuân, không biết vì sao lại chết. Vậy sao? Tôi cũng không mấy để ý. Người làm vườn làm việc nhanh nhẹn, đã trồng thêm một cây khác rồi, cũng là cây long não. Trông cũng gần như vậy. Chuyên đề nghiên cứu của trường Anh tiến triển đến đâu rồi? Không đơn giản như vậy đâu. Vậy anh cần chuyên tâm nhiều hơn nữa rồi. Thực ra tôi chẳng phải để chuyên tâm nghiên cứu, tạo phúc cứu nhiều người hơn nữa sao? Không nhất thiết phải theo sát một cây lòng não đâu, sẽ lãng phí lắm. Cô thấy sợ hãi đúng không? Tôi sợ gì chứ? Tôi là kẻ có đánh cũng không chết đó. Anh quên rồi sao? Đúng rồi, lão Trịnh đã đăng truyện tranh của tôi lên mạng rồi. Phản hồi cũng tốt lắm. Lượt người xem rất đông. Thật là, nói không chừng tôi còn nhờ phúc của khối U mà nổi tiếng nữa đấy. Tôi vẫn luôn xem đấy. Chúng tôi làm nghệ thuật, thường xuyên tô điểm bằng nghệ thuật. Anh đừng quá chìm đắm vào trong đó nhé. Cô phải tin tưởng vào bản thân mình. Khối u thực sự sẽ biến mất đấy. Tôi sẽ cố gắng mà. Anh cũng cố gắng nghiên cứu nhé. Đó là mơ ước của anh mà. Mơ ước rồi cũng sẽ thay đổi mà. Đừng thay đổi, nhất định đừng thay đổi. Mơ ước của anh rất vĩ đại đó. Vấn đề của tôi ngày càng nhiều hơn. Tôi đưa cô về nhé. Sắp nổi gió rồi, đừng để cảm lạnh. Tôi muốn ngồi ở đây thêm một lát nữa. Anh về trước đi.
Vậy đừng ngồi lâu quá nhé. Ca khúc thịnh hành ngày đó, liệu có ai còn hát nữa không? 5 tháng đêm hồi ức của tôi đi mất rồi.